Vâng, tiếp tục chào mừng các bác là quay trở lại với kênh YouTube của Việt Nhật Bãi TB nhé. Hôm nay video ngày 13 tháng 5 năm 2021, em tiếp tục lên sóng cho các bác là 5 em nồi cơm. Đấy, với dung tích là 1 lít, điện áp là 100 đến 100V, 100 đến 110V. Đấy, hàng Nhật Bãi đã qua sử dụng các bác nhé. Đấy, dùng có các dòng như Zuzi và Hitachi, Panasonic. Đấy, hàng toàn hàng rất là đẹp các bác nhé, đời cũng rất là cao. Các bác đã xem kênh của Việt Nhật Bãi thì đừng quên cho em xin một like cũng như là một đăng ký kênh các bác. Đấy, còn các bác mua hàng hay tư vấn về sản phẩm này thì các bác liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127. Bên em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Với tất cả sản phẩm này các bác vui lòng cọc cho em tối thiểu là 500k. Đấy, còn bác nào mà chuyển khoản cho em 100% thì bên em bao ship cho các bác. Đấy, rồi em sẽ lên chi tiết cho các bác từng mã một để cho các bác quan tâm và lựa chọn nhé. Sản phẩm này thì bảo hành cho các bác 1 tháng. Đấy, nên các bác cứ yên tâm về sử dụng, không có vấn đề gì cả. Sau này ví dụ 1 tháng nó có bị sao đấy thì các bác cứ chuyển về đây cho em, em sẽ có trách nhiệm là sửa chữa cho các bác. Hôm nay trời rất là to, gió là rất là to. Thôi bay cả biển đi. Đầu tiên là em lên cho các bác là một em Zuzi Zuzi các bác nhé. Một em Zuzi Zuzi đĩa bay. Sản xuất năm 2018. Đời rất là cao. Hình thức em này cũng tương đối là ok các bác nhé. Tiêu bố giấy đấy. Đấy, 2018. Công suất tiêu thụ điện là 1240W. Dòng 15A. Độ sôi lớn nhất là 167 độ C. Ở trong quyền hình thức bên ngoài em này tổng quan cũng được tầm 90% các bác nhé. Thật sự bác gió này rất là to. Không biết có mưa được không? Trên biển Bắc là đang rất là nóng. Đấy. Em này thì xoong palladium các bác nhé. Lòng xoong rất là đẹp luôn, không vết chống cáo nào. Xoong gần như là mới. Lòng xoong rất đẹp các bác nhé. Còn nhìn rõ cả vân kim tuyến. Giòn đây các bác này, giòn rất là xanh các bác nhé. Giòn rất là xanh, cao tần áp suất. Cao tần áp suất đi. Giòn rất đẹp các bác nhé. Em này nấu cháo 61 phút. Mọi chức năng hoạt động bình thường các bác. Rồi, mã số 1 các bác nhé. Mã số 1 của ngày 20 của ngày 13 tháng 5. Mã số 1 em lên cho bác em này với giá là 2,4 triệu nhé. Mã số 1 là 2,4 triệu các bác nhé. Một em Zuzi Zuzi đĩa bay, sản xuất năm 2018. Vâng, tiếp theo là cũng là một em Zuzi Zuzi mai rùa các bác nhé. Em Zuzi Zuzi mai rùa. Đấy, em này sản xuất cũng năm 2018 luôn các bác nhé. 2018 luôn. Đấy, hình thức bên ngoài cũng tương đối rất là ok các bác này, không vấn đề gì cả. Công suất tiêu thụ điện là 1240W, dòng 15A, nhiệt độ sôi cũng lớn nhất thì cũng là 167 độ C. Đấy, Zuzi Zuzi các bác nhé, mai rùa rất là đẹp. Em này thì bị chắc chắn là bị con dao đấy, là người ta rạch cho bác nhé.
rạch cái chỗ dưới bóng này. Đấy, nó hơi xước mà theo một đường từ những lắp vùng. Xước rất nhẹ nhàng thôi. Đấy, nhưng không vấn đề gì các bác nhé. Đấy, bác giòn nhìn gần như là mới luôn. Giòn rất đẹp các bác nhé. Mới toanh. Đấy, cao tần áp suất bi. Đây các bác nhá, lòng xoong rất là đẹp này. Đấy. Lòng không một vết chấm cám nào luôn. Đời 2018. Xoong rất là đẹp các bác nhá. Mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé, không vấn đề gì cả. Mã số 2 các bác nhé, mã số 2 lên cho bác này với giá là 2,3 triệu nhé. Mã số 2 các bác nhé, 2,3 triệu. Mọi em Duzi Mai Rùa xuất năm 2018. Tiếp theo cũng là một em Yoshi Mai Rùa màu trắng. Đấy, sản xuất năm 2016. Đấy, em này tôi chung nó bị xước cái phần sơn này đây nhá. Đấy, nó xước một tí sơn ở đây. Thì em này thì em sẽ để cho bác cái giá gọi là trải nghiệm thôi. Đấy. Bị xước tí sơn như này. Công suất tiêu thụ điện em này cũng là 1240W. Bằng 15A. Nhiệt độ sôi lớn nhất thì cũng 167 độ C. Đấy. Đấy, em này doang cũng rất là mới luôn, mới vệ sinh xong, lò chùi vẫn còn nước. Đây bác này, đấy, doang rất là đẹp nhá, doang mới toanh luôn. Xong em này thì gọi là hơi chấm cám, gọi là xước 55 chứ thôi. Đấy, nhưng không ảnh hưởng gì bác này. Đấy, cũng rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn tinh nhá. Đấy, xong rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, các bác nhìn rõ thật rõ chưa? Đấy, led căng luôn. Làm trời nay cũng ngoài làm ngoài giờ nên ngoài giờ nên nhìn cũng rõ hơn. Đấy, nấu cơm bình thường là giờ 54 phút các bác nhé. Đấy, trông cơm nấu cơm như này là cũng ngon rồi. 54 phút là cũng ngon rồi. Đấy, mã sản phẩm của em này là LP gạch ngang JB10, sản xuất năm 2016. Mọi chức năng hoạt động ok bác nhé, không vấn đề gì cả. Mã số 3 các bác nhé. Đấy, mã số 3 lên cho bác em này với giá là 1,8 triệu nhé. Mã số 3 các bác nhé, một em Duzi Mai Rùa sản xuất năm 2016, giá là 1,8 triệu ạ. Vâng, và tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Hitachi các bác nhé. Hitachi Cuplex. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác này. Sản xuất năm 2020,
bác nhá, 2020. Đây bác nhìn nhá. Đấy, 2020. Đấy, rất là cao bác này. Đấy, cơ sở tiêu thụ điện là 1.400W. Đấy, dòng này là dòng 20A, nhiệt độ sôi lên nhất là 137 độ C. Sản xuất năm 2020 các bác nhé. Đấy, đấy rất là cao. Nhưng mà tội là không có quay. Đấy, Hitachi Kaplech. Em này thì gọi là hàng đập hộp các bác nhé. Nó cũng như là như hôm qua nó theo đấy, nó cũng chưa sử dụng bác ạ. Đấy, doang nó cũng rất là đẹp. Đẹp gần như là mới luôn. Chưa có một vết xước nào là do mình lâng cái lòi lên. Bình thường là mọi cái nó đẹp như nào nhưng nó vẫn có một cái vết xước chỗ này. Đấy, do mình lâng cái lòi lên thì cái mép lòi sẽ quạ vào đây. Đây các bác nhìn này, nó còn không có một tí gào gọi là xước gì nhé. Đấy, cao tần áp suất bi Hitachi. Doang tuyệt vời luôn. Xoang còn tuyệt vời nữa. Đây bác này, đấy, từ ít lòi thứ nhá. Cũng không có một tí gạo gọi là chảy xước gì cả, hàng đập hộp. Đấy, không có một vết xước nào bác nhé. Đấy, lòng xoang bác này, nó gần như là mới toanh. Đấy, nó gần như mới toanh các bác nhé. Đấy, vần gai. Đấy, rất đẹp các bác này. Rất đẹp các bác nhé. Nhiều chức năng các bác nhé, rất nhiều chức năng. Đấy, nói chung là hàng rất là VIP rồi các bác nhé. Từ xoang, từ doang, từ đời. Đấy, em này gần như là hoàn thiện các bác nhé. Đấy, mã số 4 các bác nhé, mã số 4 ạ. Đấy, số 4 thì em lên cho các bác, em nói với giá là 3 triệu nhé. Mã số 4 các bác nhé, 3 triệu nhé. Vâng, và tiếp theo là lên cho các bác một em Panasonic. Đấy, cao tần áp suất điện tử các bác nhé. Sản xuất năm 2018. Đấy, em này có chế độ Eco Lavi tiết kiệm điện. Đấy, công suất tiêu thụ điện là 1.200W, dòng 15A, nhiệt độ sôi lớn nhất là 157 độ C. Đấy, cao tần áp suất điện tử. Đấy, trùng hàng rất là đẹp luôn. 2018 đây các bác nhé. Đấy, em này thì từ doang cũng gần như là mới các bác ạ. Các bác nhìn doang này, doang nó mới đét luôn. Doang rất đẹp các bác nhé. Dòng pha la này lốp cơ mềm, áp suất điện tử. Đấy, gần như là mới. Đấy, các bác nhìn doang nhá, nhìn trông nó có mượt không này. Đấy, trắng bóc. Chỗ này thế bác nhé, nhìn nó đẹp, nó long lanh luôn, gần như là chưa có một vết xước nào. Đây bác nhé, đố các bác nào tìm được một cái vết nhỏ bằng cái kim nó cũng không có này, nó gần như là mới toanh. Đấy, cái lòng xoang của nó bác nhìn này, sao nó lại đẹp thế không biết được, không có một tí vấy này nhá, không một tí vết châm cám nào luôn này. Đấy, còn nhìn cái vân kim tuyến luôn.
Đấy, đít son cũng rất là đẹp này, ngoài này. Đấy, son mạ đồng. Đấy, ok các bác nhé. Em này nấu được cơm cháy cơm trúng quá hết các bác nhé. Đấy, các bác cứ bấm cái nút đầu tiên này thì các bác ấn theo cái mũi tên này. Đấy, thì nó chạy thì nó chọn gạo bác. Đấy, ấn tiếp phát thứ hai nữa thì cứ ấn tương đương nó cứ sao từng hàng dòng một. Đấy, đây nó đang nhìn thấy ở chế độ nấu cơm cháy. Cơm cháy là 56 phút các bác nhé, dòng pha la này. Cái dòng pha la là nhìn nó lành. À, tất cả chức năng hoạt động ok, không vấn đề gì cả. Và cuối cùng nha các bác nhé, mã số 5 nhé. Mã số 5 lên cho các bác em này với giá là 3,2 triệu nhé. Đấy, toàn hàng vít, toàn hàng chất lượng các bác nhé. Anh thì các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127. Bên em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Đấy, các bác làm chuyển khoản 100% thì bên em bao ship cho các bác. Không thì các bác vui lòng cọc cho em tối thiểu là 500k. Đấy, video của em đến đây tạm thời xin được kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ. Xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh của Việt Nhật Bãi TV trong suốt thời gian vừa qua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.